Cái việc xây nhà thì bản chất là nó căn cứ vào cái tọa hướng của cái nhà. Bởi làm sao, tại sao, làm sao lại như vậy? Cái căn nhà khi mà được xây lên trên một cái thửa đất thì nó được kết hợp bởi thiên khí, bởi địa khí và nhân khí hòa hợp. Cho nên thành ra là người ta căn cứ vào thiên khí xem là năm nay hướng đó có đắc thiên khí, có vượng hay không. Người ta xem là địa khí, xem long vận năm nay có thích vượng hay không. Vào cái năm 2022 có một điều rất là tuyệt vời. Tại sao tôi lại nhắc cái thiên khí này đầu tiên? Vì một điều rất là tuyệt vời, đây là những cái năm cuối của vận 8. Như chúng ta được biết, cái vận 8 từ năm 2004 cho năm 2024, thì cái năm cuối của vận 8 này thì có hai nhịp. Một nhịp là đợt vào năm 2013, đúng không ạ? Khi mà cái sao Ngũ Hoàng nó nhập vào Trung Cung, bốn phương tám hướng đều vượng khí, đúng không ạ? Cái này gọi là bốn phương tám hướng đều đắc khí. Năm nay năm 2022 thì khi mà Ngũ Hoàng cũng lại tiếp tục nhập vào Trung Cung, như vậy bốn phương tám hướng đắc vị, thì cái việc mà nạp vận, nạp sơn, nạp hướng trong năm 2022 thì nó sẽ là một cái năm rất là tốt. Vì rất là lâu, phải 8 9, phải 9 năm sau nữa chúng ta mới có cái năm mà bốn phương tám hướng đắc khí vận, và cái năm nay cũng là những cái năm mà tốt cuối cùng của vận 8 cho cái việc mà xây dựng. Sang năm tất cả căn nhà xây dựng đều không bị phạm mộ long. Đây là một điều rất là đáng mừng, vì điều này nó sẽ quyết định xem là sang năm là rất rất nhiều căn nhà, rất nhiều hướng nhà sẽ được xây dựng. Mặc dù chúng ta biết là vượng, năm nay là niên vượng, nhưng mà nếu được nguyệt lệnh, tức là được tháng vượng, thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì tháng thì nó quản mùa, chúng ta mùa xuân thì mộc vượng, mùa hè thì hỏa vượng, mùa thu thì kim vượng, mùa đông thì thủy vượng. Cho nên được cái mùa vượng khí thì cũng tức là được cái long vận, cũng là được cái vượng khí cho căn nhà. Cho nên thành ra là chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các cái video để chúng ta xem là cái hướng nhà năm nay của chúng ta nên làm vào thời điểm nào để có được cái quyết định chính xác, nhằm đem lại bình an, tài lộc và sức khỏe cho toàn gia đình của anh chị. Xin cảm ơn.